Yeah, yeah. Makan on the mic. Ay, ay, ay. Có thể là em đẹp thật, nhưng không phải là tiền. Anh không phải người dễ dãi nên không cần phải thôi miên. Họ gọi anh là một sách, nhưng không hẳn là hiền. Để bước vào trái tim anh thì cần có thẻ thành viên. Bởi vì em không phải phần thưởng để anh lên sàn và đấu. Em không phải là kho báu đem lên đảo hoang mà giấu. Anh không dư giả buông tiền để tặng em hoa và gấu. Bởi vì tiền anh để làm giàu và ăn cơm nhà má nấu. Nếu em không yêu anh, bám theo anh làm gì? Nếu em không yêu anh, tránh xa anh ra đi. Nếu em không yêu anh, thả tin anh làm gì? Vì em là Mexico, còn anh là Hoa Kỳ. Nếu em không yêu anh, bám theo anh làm gì? Nếu em không yêu anh, tránh xa anh ra đi. Nếu em không yêu anh, thả tin anh làm gì? Là Mexico còn anh là Hoa Kỳ. Yeah. Mỗi lần em sải bước dạo phố trên người toàn bling bling bling. Anh chỉ sơ mi quần tây chẳng cần phải linh ta linh tinh. Anh chả có gì đặc biệt bởi họ nhìn anh qua cặp mắt kính. Còn đối với họ em là lực hút bởi em sẵn sinh ra là minh tinh. Bởi em là bóng đèn, còn họ là thiêu thân. Em là người bị hại, họ biến mình thành siêu nhân. Nếu em là mặt trời, họ gồm cả trái đất. Và em chỉ có một, còn họ là vân vân. Họ biến em thành đỉnh cao chinh phục như Everest. Không ai là Romeo, em không phải Juliet. Đừng bắt anh phải nhắn tin ngôn tình như sách ghi chép. Bởi vì em không đẹp từng centimet. Nếu em không yêu anh, bám theo anh làm gì? Nếu em không yêu anh, tránh xa anh ra đi. Nếu em không yêu anh, thả tin anh làm gì? Vì em là Mexico, còn anh là Hoa Kỳ. Nếu em không yêu anh, bám theo anh làm gì? Em không yêu anh, tránh xa anh ra đi. Nếu em không yêu anh, thả tin anh làm gì? Vì em là Mexico, còn anh là Hoa Kỳ. Với em thằng nào thì cũng như nhau, đó là chân lý. 3000 một mớ đàn ông, không phải cân ký. Não thằng nào thì cũng một tí, chỉ to cái ví. Nhưng anh ở ngoài tầm phạm vi nên mới được em chú ý. Em nói anh là người đầu tiên, không xin em số phone. Những thằng khác như kiểu thiếu thốn mới gặp đã muốn được ôm. Em ước nếu anh là người có thể đưa em đi trốn. Xin lỗi em, anh thích Sài Gòn và không thích ngắm hoàng hôn. Thứ em thích không phải là anh mà là dây chuyền và bông tai. Em biến mình thành duy nhất và chỉ có một mà không hai. Em nói ta có thể làm bạn nhưng chuyện đó không công khai. Xin lỗi em không phải crush anh để anh sống đời con trai. Nếu em không yêu anh, bám theo anh làm gì? Nếu em không yêu anh, tránh xa anh ra đi. Nếu em không yêu anh, thả tin anh làm gì? Vì em là Mexico, còn anh là Hoa Kỳ. Nếu em không yêu anh, bám theo anh làm gì? Nếu em không yêu anh, tránh xa anh ra đi. Nếu em không yêu anh, thả tin anh làm gì? Vì em là Mexico, còn anh là Hoa Kỳ. Có người bị uncrush, có người bị uncrush, leo leo bị uncrush, lê dê bị uncrush. Có người bị uncrush, có người bị uncrush, có người bị uncrush, leo leo mất tiêu.